Nhằm tăng cường mục tiêu tăng trưởng du lịch, gần đây chính phủ Nhật Bản đang nới lỏng các quy định như một phần trong nỗ lực thu hút giới siêu giàu đến du lịch và chi tiêu tại đất nước mặt trời mọc. Cụ thể là cho phép máy bay phản lực hạ cánh và siêu du thuyền tư nhân cập bến dù được thông báo vào phút chót. Mặc dù lượng khách du lịch giàu có chỉ chiếm 0,9% số lượt khách nước ngoài đến Nhật Bản trong năm 2019, nhưng đóng góp đến 11,5% số tiền chi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đang đưa ra các sáng kiến để cạnh tranh với các điểm đến khác thu hút du khách giàu có ở châu Á như Singapore. Động thái mới nhất của Nhật là cắt giảm thủ tục hành chính cho phép du thuyền hoặc máy bay tư nhân được phép cập bến Nhật Bản để khuyến khích giới siêu giàu đến du lịch tại nước này thường xuyên hơn. Các chuyên gia về lĩnh vực du lịch cho biết, sáng kiến mới này có thể thu hút giới siêu giàu từ khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến Nhật Bản nếu họ bất chợt muốn tham quan một ngôi đền ở Kyoto hay trượt tuyết trên sườn núi Niseko. Lĩnh vực du lịch cao cấp tại Nhật Bản đang bùng nổ mạnh mẽ. Hàng loạt khách sạn sang trọng vừa khai trương như Bulgari ở thủ đô Tokyo và Soaka ở cố đô Kyoto. Du khách có thể thưởng thức các bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng Aragawa ở quận Nishishimashi, Tokyo, với giá hơn $700 một người. Dù vậy, theo tờ South China Morning Post, Nhật Bản hiện nay vẫn chưa có nhiều cơ sở hạ tầng du lịch đáp ứng nhu cầu của các du khách thuộc giới siêu giàu, như phòng chờ sân bay hạng sang, các dịch vụ trợ giúp đặc biệt, dịch vụ di chuyển bằng xe limousine vốn đã quen thuộc ở các thiên đường du lịch như Monaco, Dubai hoặc Aspen. Chính phủ Nhật Bản cho rằng, việc đơn giản hóa các quy định, cho phép máy bay tư nhân nước ngoài hạ cánh ở sân bay là một phần trong nỗ lực tổng thể nhằm thu hút du khách có hầu bao lớn. Theo Bộ Giao thông Nhật Bản, máy bay tư nhân đăng ký ở nước ngoài có thể gửi thông báo trong vòng 3 ngày trước khi hạ cánh, thay vì quy định 10 ngày như trước đây. Bên cạnh đó, Bộ cho biết cũng sẽ triển khai hệ thống đăng ký hạ cánh khẩn cấp trong vòng 24 giờ, áp dụng với các tình huống đặc biệt. S.G. Harvey, nhà phân tích trong lĩnh vực du lịch Nhật Bản, cho rằng chính phủ Nhật đang có những bước đi đầu tiên rất quan trọng, cần chờ xem liệu khu vực tư nhân có thể nắm bắt và khai thác các cơ hội hay không. Với tầm nhìn và quyết tâm phù hợp, các thành phố ven biển của Nhật Bản như Fukuoka, Atami hay Naha có tiềm năng thu hút các du thuyền nước ngoài để cạnh tranh với Monte Carlo, Dubai hay Singapore, ông Harvey nói. Theo hãng tin Kyodo, trong năm 2019 đã có tổng cộng 5.962 lượt khách nước ngoài đến Nhật Bản bằng máy bay tư nhân. Trong năm 2021, con số này giảm xuống chỉ còn 1.332 lượt do đại dịch COVID-19. Năm 2022, con số tăng trở lại lên mức 3.142 lượt khách. Chính phủ Nhật Bản cũng đang phối hợp với chính quyền ở các địa phương có cảng biển nhằm tìm cách thu hút các du thuyền hạng sang với chiều dài ít nhất 24 mét cập bến. Chính phủ Nhật đã nới lỏng các quy định kiểm soát tàu thuyền nước ngoài cập bến và các quy định hải quan, đồng thời cho phép thủy thủ đoàn lưu lại nước này trong thời gian dài hơn. Hiện nay, nhiều thành phố ở Địa Trung Hải và Caribe đã xây dựng ngành công nghiệp không khói để phục vụ các siêu du thuyền cỡ lớn. Các quan chức Nhật Bản tin rằng họ có các điểm đến đủ hấp dẫn để thu hút giới siêu giàu sở hữu du thuyền ở khu vực Thái Bình Dương. Chính quyền thành phố Tokyo có kế hoạch cử một nhóm quan chức tới các thành phố cảng ở Địa Trung Hải để tìm hiểu nhu cầu của các chủ sở hữu du thuyền, bao gồm cả các cơ sở neo đậu cho du thuyền. Phát triển các cảng và bến tàu đang là mối quan tâm rất lớn của chính quyền quận Odaiba, Tokyo, thành phố Yokohama, quần đảo Ogasawara và Izu nằm ở phía nam của thủ đô Tokyo. Hiromi Yatake, nhà sáng lập công ty tư vấn du lịch cao cấp Belux Corp cho biết nhu cầu trên thị trường du lịch hạng sang đang bắt đầu phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông Miyatake cho rằng việc tạo điều kiện để máy bay tư nhân, du thuyền siêu sang cập bến dễ dàng chỉ là bước đầu. Thủ tục nhập cảnh và hải quan cần được tiến hành nhanh gọn và dễ dàng hơn bởi những du khách này không muốn phải chờ đợi. Họ cũng muốn có phòng chờ sang trọng trong khi họ chờ được chuyển sang máy bay trực thăng hoặc xe limousine để đến điểm dừng chân cuối cùng. Ông Miyatake tin rằng Nhật Bản có thể cân nhắc cơ chế một cửa cho cả chủ máy bay tư nhân và du thuyền hạng sang, cung cấp dịch vụ tư vấn cho những người có nhu cầu du lịch Nhật Bản, cũng như hỗ trợ các thủ tục giấy tờ. Các du khách siêu giàu thường chi tiêu cao hơn trung bình khách du lịch nước ngoài. Cụ thể, năm 2019, có khoảng 287.000 khách du lịch cá nhân chi tiêu hơn $7.100 khi tới thăm Nhật Bản. Trong ngắn hạn, chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu thu hút tổng chi tiêu khoảng 35,64 tỷ USD từ khách du lịch nước ngoài mỗi năm. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.